Ok, mình tiếp tục chơi game Võ Lâm 2 các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ chơi phái Ngũ Độc Tà Hiệp đi tàn kiếm Sơn Trang ha, vừa tàn kiếm. Ngũ Độc Tà Hiệp hay còn gọi là Ngũ Độc Song Đao đó bạn. Có hai cây đao chà bá luôn này. Vẫn là nhân vật cũ ha, cấp 99 chuyển sang 7 này. Mình mặc cho nó sẽ đồ Tổng Y Hổ Nguyên Soái cộng 15 ha. Tương tự mấy cái phái trước thôi. Đó. Hai cái trang sức này và cái vũ khí Song Đao. To chà bá luôn, người thì nhỏ mà cái vũ khí quá là to luôn. Mình có mặc cho nó một cái ngoại trang bỏ qua thời gian hồi chiều ha bạn, với miễn dịch các hiệu ứng ha, để nó không có bị choáng đồ đó, khá là mất thời gian các bạn. Ba món khởi vườn cộng 15 này. Cái mật tịch của Ngũ Độc là Huyền Minh Phong Ma, mình cũng dùng đại chứ cũng chả biết cái nào ngon hết các bạn. Phó mật tịch Lăng Ba Vi Bộ ha, và con ngựa Cùi Bắp thôi. Chiêu thức thì mình nâng tối đa tất cả các chiêu thức. Kinh mạch thì mình không có nâng kinh mạch này. Nâng kinh mạch nữa thì nó mạnh quá thì chơi nó mất hay ha. Mình có dẫn theo một ạc thiếu lâm trượng ha, nếu mà cái ải cuối cùng mình boss hệ âm không đánh được thì mình dùng ạc thiếu lâm để bút chuyển hệ con boss ha, cho nó lẹ chứ không đánh khá là mất thời gian các bạn. Còn bình thường thì mình chỉ dùng ạc ngũ độc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong tàng kiếm bắt đầu thôi. Ải thứ nhất Sơn Môn này, đánh bại 25 gia đình và đánh bại tổng quản ngoại viện. Ok, chạy 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 25 gia đình, cho chết queo luôn rồi. Một cái chiêu thức gì đây, quạt độc đoạn mệnh đao. Một có cái rương rồi, mới vô có rương đồ luôn. Phong ma giao thường, cái áo dành cho cái bang OI quá là ngon luôn, cấp 70 quá là mạnh luôn. Đầu tiên mình là ta thử cái chiêu trấn phái đấy bạn, vô thiên ma công này, rồi ra tu la quỷ vương nó phát cuồng là nó đánh cả chủ nhân luôn. Nhưng mà mình gọi thử coi. Đó, trật đây. Ở đâu rồi ta? Cái xác nó bị mất cái mạng. Đó, rồi nó xuất hiện rồi. Tránh xa nó ra bạn ơi, không nó chém chết mình luôn đó. Nó phát cuồng là nó chém đi, nó màu đỏ là nó chém loạn xạ luôn. Chơi 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 sắp chết sắp chết. Trời ơi bảo hiểm quá, nó chém một cái xếp đi luôn các bạn, quá là mạnh khủng bố luôn. Ở đây có xuất hiện rồi. Mình sẽ gọi mấy con oan hồn đi. Oan hồn thì này trước tiên dùng oan hồn đánh thử. Một con, ủa cái xác nó mất rồi, cái xác bông 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 mất quá. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, năm con, hình như tối đa là năm con các bạn. Tối đa năm rồi. Rồi mình sẽ dùng cái chiêu này để điều khiển nó đánh boss thôi. Lại đây lại đây lại đây lại đây, đánh boss đi, tổng quản mọi việc đây, đánh nó quá dữ luôn, sảy kìa. Giờ con boss nó đánh đẩy lui, nó làm hiệu ứng mấy con oan hồn bị đẩy lui các bạn. Như có mấy cái chiêu bút, chiêu này là gọi triệu hồi động vật đây. Chiêu này là làm nổ, làm biến cái con cương thi thành khói độc là mất công gọi lại này. Chiêu nổ này không xài nha, nổ là nó mất luôn. Người thi thuật. Cái chiêu này là triệu hồi người ha, triệu hồi pet người. Vàng đồng đồng mà đang là mình đang để bên này. Âm tà hấp hụt khí. Chiêu này là hồi máu bạn ơi, hút máu của cương thi hồi máu cho bản thân ha. Mình không cần đâu, máu mình đã nhiều mà. Đây. Thôi thi tà khí một chiêu bút, tăng lực đánh và lực đánh mạnh cho cương thi này. Cho nó vô A đi. Bút lên, bút cho mấy con cương thi này. Đó, quá trời luôn, mạnh lên này. Cái này là chiêu thức triệu hồi oan hồn ha, cũng khá biết xài này. Tà độc công. Bút độc lên mấy con cương thi các bạn, nó đi tới đâu là trúng độc, dính độc tới đó ha. Chết queo rồi. Lấy cái rương coi.
cái món gì ta, Nga Mi Tục Gia Ngọc Nữ Giao Thừa dành cho Nga Mi Cầm, các bạn set Nga Mi Cầm ha. Chiêu thức này khói độc này, đó có cái bọc xanh xanh ở dưới này, đó quá là ghê. Còn một cái chiêu búp nữa thì phải, đây thi liệt ma công tăng lực đánh và phòng ngự tốc độ di chuyển của cương thi luôn, cho nó vô chữ D đi các bạn. Đó quá là ghê. Rồi cái chiêu thức vô song u minh phong ma quyết đại chú, cái này là để qua qua mạng bới mình cho coi các bạn. Hãy kế tiếp đi, cái này là đại việt đánh bài tổng quản nội việt, mình đánh một thằng gia đình này rồi mình dùng cái chiêu này để ồ không được rồi, quái trong này nó không cho các bạn, quái ở map bình thường ví dụ mà đánh chết nó thì mình dùng cái chiêu này để ờ nhầm rồi. Đây. Không không biến được các bạn ấy, biến cái xác này này thành thành cái là cái phù này đó, nhưng mà bài quái trong này nó không có cho ha. Mình phong ấn cái xác thành cái lệnh bài, cái phù này mình muốn dùng lúc nào mình dùng ha, sẽ triệu hồi ra một cái xác này, ví dụ hỏa kỳ lân này, nhưng mà quái trong này nó không có cho bạn. Thôi kệ đi, mình sẽ đi đánh boss nè, tổng quản nội việt. Ok xuất hiện rồi, đánh nó sấy sấy. Quá ghê luôn. Đò sóc sóc đa người bạn ơi, quá dữ luôn, chết rồi. Cái rương đâu rồi ta? Đây. Lấy trang bị. Được cái gì đây? Lại là một cái áo chân vũ giao thường dành cho võ đang đạo gia, võ đang kiếm. Khá là ngon luôn. Rồi. Ai tiếp theo đi. Ai tiếp theo là Hồng Hô Viên, đánh bài 8 lỡ 1 và đánh bài đại tiểu thư. Ok. Lão bột đâu rồi? Ủa lão bột đâu rồi ta? Mình nhớ nó xuất hiện chỗ này mà, thấy đâu luôn. Đây. Giờ mới xuất hiện. Một con rồi. Mà có cái rương này. Quá trời đồ luôn. La Hán giao thường dành cho Thiếu Lâm Võ Tông, Thiếu Lâm Quyền, một set đồ cấp 70 quá là ghê. Lão bọt hoa wow, boss luôn, có xanh luôn. Mình chém cho nó lẹ đi. Ok đủ chưa ta? Đủ 8 con chưa nhỉ? Chưa đủ các bạn ơi. Phải đánh một con nữa thì boss nó mới xuất hiện được. Đây. Rồi đủ 8 lão bột rồi. Đây boss đại tiểu thư. Đánh nó đi. Chờ đánh nó không văng mấy con hồn của mình bay ra tiếp trên kia luôn rồi. Đánh bay ra ngoài kia luôn rồi. Rồi ơi. Nó đẩy lui. Khá là tếu các bạn ơi. Rồi đánh bại con boss này, lấy cái rương. Món gì ta, nó mới cho mình cái món gì, lại là một cái áo à, võ đan Nga Mi, hai cái áo Nga Mi, một cái Phật gia này Nga Mi kiếm và một cái Nga Mi cầm này, quá trời áo luôn. Thôi kệ rồi. Rồi ai tiếp theo, Liên Hoàn Xào, ai này là đập bể chính cái lư hương đi. Trời bị ngủ mấy giây luôn. Rồi chạy đi. Một cái này. Hai cái. Đấy.
ba cái. Bốn cái. Năm cái. Đi. Ấy bị ngủ rồi, tự nhiên bị ngủ rồi, do nó trúng cái rương các bạn. Rồi 6 cái. 2 cái nữa. Còn một cái cuối cùng ở giữa này rồi mình lên trên đánh con boss luôn. Ok. Boss trên này này. Đây rồi, boss đại trang chủ, đánh nó. Ủa sao mình không bóp được ta? Ô mình chưa có cho vô cái A chứ, chữ A chứ. Ok, rồi chém. Wow, xoay xoay khá là ghê. Rồi, con boss là đại trang chủ đã chết rồi. Mình mở cái rương coi. Nhất dương gì đây? Nhất dương giao bút. Một cái bút dành cho võ đang bút á. Quá là ghê luôn. Cái bút cấp 70. Rồi, ai kế tiếp? Ai này là tàng kiếm cát các bạn. Rút mấy cái kiếm lên. Rồi. Thổ kiếm này. Bảo vệ ngũ hành. Kim kiếm. Sao đánh trật rồi. Chết ngay. Một kiếm. Wow, boss luôn. Chết ngay. Thủy kiếm. Chết rồi. Hỏa kiếm. Lại là boss xanh. Quá là trâu. Rồi, ok, mình vô trong đánh trưởng lão thôi. Trước tiên phải rút mấy cái kiếm đài các bạn, phải rút đúng thứ tự ha. Rút sai là nó xuất hiện một đám quái. Cái này không ta? Rồi, chính xác. Rồi tới cái nào ta? Cái này thì phải. Rồi sai rồi. Thì tới cái này này. Rồi sai luôn. Quá là ghê. Rồi cái nào, cái này phải không? Rồi sai luôn. Trời ơi, đánh gì toàn sai không à. Vậy là cái này chắc ăn rồi. Chính xác. Cái này, cái này quá trời lính này, xảy đi. Ok, boss đã xuất hiện rồi các bạn. Trưởng lão tàng kiếm cát này, đánh nó. Ok.
Chọn bot khá là trâu mày. Lấy đồ vậy. Như Lai giao trường, một cái trường dành cho thiếu lâm trường mày, dành cho nam tiêu chuẩn, quá là ghê luôn. Nãy giờ được hai cái vũ khí rồi. Rồi ai tiếp theo? Hải này là tự trúc lâm ha, mê cung này, mình sẽ đi tìm sứ giả rồi qua mê cung này. Cái này khá đơn giản thôi. Không có luôn. Nó trốn đâu rồi? Đây rồi, khá là nhanh các bạn ơi. Thôi quá, thấy rồi, chạy lên đây coi. Ok, nhận thưởng một cái, quá trời kinh nghiệm luôn. Rồi ok, qua luôn các bạn. Ai này khá là nhanh thôi. Rồi mình tới ai cuối rồi, ai kiếm chủng này. Đánh bài cửu tuyệt kiếm ma và tháo 5 cây ngũ hành kiếm. Ok, mình sẽ đi tháo 5 cây kiếm trước. Hỏa kiếm này, một cây. Rồi, lính nó kệ nó đi, đánh nó không có tác dụng gì hết á. Thổ kiếm. Kim kiếm. Chạy. Một kiếm. Còn cây thủy kiếm nữa. Ai thủy kiếm nữa là xong. Rồi chạy ra ngoài. Trời, nó đánh hàng thiếu lâm kìa. Rồi lại đây, dụ lại đánh một lần luôn. Trời, nó bu lại kìa. Thôi mới ra quá đông luôn. Dù lại. Đó, xảy đi. Quá mạnh. Trời ơi, chết hết rồi. Quá kỳ cớm luôn. Có cái rương này. Lấy trang bị cái gì ta? Nó mới cho mình cái gì mình không để ý nữa các bạn. Như là cái bao tay này thì phải. La hán giao thủ này, dành cho thiếu lâm hoặc là cái ban quyền dùng đều được. Rồi bây giờ mình sẽ chờ boss xuất hiện thôi các bạn. Đó, hiện tại là 8 trên 41 ha. Nó lại xuất hiện mấy con lục quái rồi. Rồi khi nào mà nó đạt 41 trên 41 là con boss nó sẽ xuất hiện khá là lâu bạn. Còn này mình chờ đi. Thiếu lâm thì mình cứ cho qua đây đứng. Đạt rồi tính xong. Trời ơi, bị trúng độc rồi. Ok, mình cũng ngồi tu đi, chờ nó xuất hiện thôi. Cái đoạn này khá là mất thời gian ha. Chờ nó, có cái rương này. La hán giao thường, La hán giao thủ, lại một cái bao tay tiếp, hai cái như nhau luôn. Khá là ngon, nãy giờ mình nhận quá trời đồ luôn bạn. Bữa nay khá là hơn đấy. Rồi cái đoạn này chờ khá lâu mình sẽ tu qua các bạn. Quá dữ. Ok, boss nó đã xuất hiện rồi các bạn. Cửu tuyệt kiếm ma boss hệ âm ha. Đã có. Xoáy đó. Mình không có dám dùng trong phái được các bạn ơi. Dùng trong phái được. Nó chém chết á. Mất công đi lại từ đầu khổ lắm. Quá trời đồ luôn. Trời, đánh có một máu các bạn ơi. Sát thương là do độc rút thôi chứ mình đánh có một máu à. Hệ âm khá là khó nhai. Nãy giờ đánh được là 96%. Đánh có một máu. Quá trâu luôn bạn ơi, đánh cái này chắc lâu lắm. Mình sẽ dùng mặt thiếu lâm bút chữa hề cho nó lẹ. Đây thiếu lâm đi bút này, mình sẽ dùng phá ma chú này, bút chữa hề cho nó.
Đó, mất thẻ rồi. Rồi giờ đánh nhanh rồi. Đó, quá nhanh luôn, sát thương lên cao rồi. Có lẽ bạn ấy chứ không mình đánh cũng được ha, nhưng mà nó mất thời gian lắm. Trời, bộ này chết trắng luôn. Quá trời kiếm. Trời ơi, triệu hồi kiếm quá trời kiếm luôn. Chết queo. Rồi cuối cùng cũng chết mẹ. Mấy cái kiếm này không đánh được rồi. Tự nó rút độc chết thôi. Có cái rương đồ này. Lại trang bị. Rồi được cái gì? Lại là một cây trúc. Và cây bút. Nhất dương gia bút. Hai cây luôn. Quá là kinh. Đó, bọn này dính độc từ chết luôn này. Nhận thưởng. Kinh nghiệm quá trời luôn. Còn cái thử cho nổ con đi. Dùng chiêu thức hết được rồi. Bây giờ trong này nó không cho dùng chiêu đâu bạn. Nó không cho dùng chiêu thức nữa rồi. Ok, vậy là mình đã đánh xong rồi các bạn. Thoát ra luôn. Quá dữ. Ok. Vậy là mình đã chơi xong cái ngũ độc và song đao các bạn. Mình thấy là đánh khá là mạnh. Có điều cái i7 là một boss hệ âm, đánh khá là mất thời gian ha. Phải có áp thiếu lâm bút nó mới nhanh được. Còn không đánh khá là lâu đấy. Mấy con boss hệ âm đúng là khá là rắc rối các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip đến đây cũng tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mình sẽ làm về những hệ phái khác. Xin chào các bạn.